Vâng, em xin chào tất cả các bác. Hôm nay là phiên bán hàng ngày 30 tháng 4 năm 2022. Em chủ kênh Lan Rừng Cường Hiền đã lên một cái video bán hàng chia sẻ con giống tới tất cả các bác. Lời đầu video cho em xin gửi lời chào, lời chúc tới toàn thể các bác. Ngày hôm nay là ngày cuối tuần, cũng là ngày nghỉ lễ. Chúc các bác có một ngày nghỉ bên gia đình thật là vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc. Ngày hôm nay thì em lên chia sẻ rất là nhiều các mặt hàng con giống như chậu em đang quay trên video đây. Đó là một chậu 5 cánh trắng Hùng Vương các bác nhé. Ngày hôm nay thì em chia sẻ cho các bác dòng 5 cánh trắng Hùng Vương này, mắt xước này, mắt ngọc Viễn Đông này, 5 cánh trắng Phú Thọ đang nụ này, gáy nhạy này, tố đan Nữ Hoàng 28. Các bác xem video thấy hay thì bớt chút thời gian cho em xin một nút chia sẻ, một nút đăng ký kênh để ủng hộ kênh. Các bác mua hàng thì các bác liên hệ trực tiếp qua số điện thoại là 0349 581 888. Địa chỉ nhà em là ở thôn An Khang, xã Yên Thạch, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc. Sau đây thì em sẽ đi vào phiên bán hàng ngày hôm nay. Phiên bán hàng ngày hôm nay đơn hàng số 1 của em đó là một chậu 5 cánh trắng Hùng Vương các bác nhé. Đây là chậu 5 cánh trắng Hùng Vương. Đây em sẽ quay cho các bác mặt bông. Mặt bông của nó thì rất là đẹp. Trông qua nó chỉ có khác cái mũi thôi, chứ còn nếu mà qua thì trông rất là giống Bảo Duy luôn. Đây ạ, 5 cánh trắng Hùng Vương các bác nhé. Mặt xước rất là đẹp. Đây ạ. Bông này cực kỳ thơm luôn. Đấy, nó có hai thân hoa đấy ạ. Cái này về ngắm thì quá là đẹp luôn nha các bác nhá. Cực kỳ đẹp luôn. Em quay bây giờ nó vẫn chưa được căng bông. Cái bông này tầm 10-11 giờ thì bông nó căng rất là đẹp luôn các bác. Đấy ạ, 5 cánh trắng Hùng Vương các bác nhá. Đấy, phiên bán đầu tiên em chia sẻ cái dòng mặt bông này. Mà phải nói nó quá đẹp luôn. Cái đơn hàng số 1 ngày hôm nay, cái chậu 5 cánh trắng Hùng Vương này em chia sẻ cho các bác với giá là 3,5 triệu đồng. Đấy, các bác về ngắm hoa ngày lễ luôn. Đấy, chậu này rất là đẹp này. Đấy, đơn hàng số 1. Em chuyển qua đơn hàng số 2. Đấy, đơn hàng số 2 này là một chậu 5 cánh trắng Hùng Vương. Đấy, cái chậu này phải cực dài luôn các bác nhá, cực dài luôn. Đây, em quay hết cả cái chậu này cho các bác. Đấy, chậu này rất là dài. Chậu này vài nữa về ngắm hoa thì bao phê luôn các bác nhá. Đây, nụ của nó đây. Đấy, rất là nhiều nụ. Kỳ. Cái đơn hàng số 2 này em chia sẻ cho các bác với giá là 2,5 triệu đồng cho đơn hàng số 2, 5 cánh trắng Hùng Vương các bác nhá. Đấy là cái chậu nhựa này đây. Em chuyển qua đơn hàng số 3. Đơn hàng số 3 này cũng là một chậu 5 cánh trắng Hùng Vương. Cái chậu này thì một mầm gốc này. Đấy, kỳ đang ra trên thân rồi các bác nhá. Cái này về các bác chọc là ra hoa luôn. Cái đơn hàng số 3 này em chia sẻ cho các bác với giá là 1 triệu đồng cho đơn hàng số 3. Đấy, ngày hôm nay em có 3 chậu 5 cánh trắng Hùng Vương. Con nào chưa có giống thì các bác sưu tầm. Các bác có thể kết bạn với em qua Zalo, số điện thoại là 0349 581 888. Thì em sẽ chụp chi tiết từng đơn hàng một cho các bác tham khảo và sưu tầm. Đấy là đơn hàng số 3. Em chuyển qua đơn hàng số 4. Đơn hàng số 4 ngày hôm nay là một chậu hồng mắt xước các bác nhé. Mắt xước rất là đẹp luôn. Đấy ạ. Cái này thì nó mới nở được khoảng 2 ngày thôi. Về các bác ngắm hoa ngày lễ luôn các bác nhá. Cái đơn hàng số 4 này em chia sẻ cho các bác với giá là 400.000 đồng. Đấy, 400.000 cả cái chậu hoa này luôn. Về các bác ngắm hoa, rất là nhiều hoa. Em chuyển qua đơn hàng số 5. Đơn hàng số 5 này, đơn hàng số 5 là cái thân hoa này các bác nhá. Cái thân hoa này và cái mầm gốc này. Đấy, đó là đơn số 5 này. Em chia sẻ cho các bác với giá là 300.000 đồng. Hồng mắt xước các bác nhá. Đây ạ. Bông rất là đẹp. Em quay bây giờ nó chưa có nắng nên là bông nó chưa được căng. Đây là đơn số 5. Em chuyển qua đơn số 6. Đơn số 6 là cái thân hoa này các bác nhá, thân hoa này. Đấy, cái này nó có hai bông hoa. Cái đơn số 6 này em chia sẻ cho các bác với giá là 200.000 đồng. Cái này là em sẽ tách ra các bác nhá. Em sẽ tách chỗ này ra, cắt chỗ này ra. Đấy, cho các bác. Đơn số 7, em chuyển qua đơn số 7 là cái đơn này. Đơn này nó có một nụ các bác nhá. Đấy, đơn này nó có một nụ đây. Mầm gốc của nó đây. Đấy, cái đơn số 7 này em chia sẻ cho các bác với giá là 150.000 đồng. Cho đơn số 7. Em chuyển qua đơn số 8. Đấy, đơn số 8 ngày hôm nay. Thế là một chậu mắt ngọc Viễn Đông các bác nhá. Đấy ạ. Bông rất là sai luôn. Rất là thơm và rất là đẹp luôn các bác nhá. Đấy. Nhìn rất là phê.
Cái đơn số 8 này là cái thân hoa này các bác nhá, cái thân hoa này. Và cái thân này cũng đang hoa này, vừa hoa vừa kỳ luôn. Đấy, về các bác ngắm hoa bây giờ vài nữa lại được ngắm hoa tiếp. Cái đơn hàng số 8 này em chia sẻ cho các bác với giá là 600.000 đồng cho đơn hàng số 8. Đấy, cái đơn hàng số 8 này các bác nhá. Cả cái thân này và cái thân đang hoa này. Đấy, là đơn hàng số 8. Em chuyển qua đơn hàng số 9. Đơn hàng số 9 là cái thân này. Cái thân này thì có một mầm gốc và một ki trên thân. Cái đơn số 9 này em chia sẻ cho các bác với giá là 150.000 đồng cho đơn hàng số 9. Đấy, 150.000 các bác nhá, là cái thân này. Em chuyển qua đơn hàng số 10. Đơn hàng số 10 là cái thân này nhá, thân này đang có hai cái nụ rồi các bác này. Đấy, cái đơn số 10 này có nụ này, một ki đã ra rễ. Và để em ngó xem mầm gốc của nó đâu này. Còn đây, mầm gốc của nó bên này. Đây ạ, mầm gốc của nó đây, mầm gốc của nó lại mọc màu đây. Đấy, mọc bên này luôn các bác nhá. Cái đơn số 10 này em chia sẻ cho các bác với giá là 300.000 đồng về các bác ngắm hoa luôn. Đấy ạ, nó có hai cái nụ rồi. Em chuyển qua đơn số 11. Đơn số 11 là cái thân này và cái mầm gốc đây các bác nhá. Đấy. Cái đơn số 11 này em chia sẻ cho các bác với giá là 200.000 đồng. Đấy, bác nào lấy cái đơn nào thì cứ liên hệ em sẽ cắt tách cho các bác nhá. Đấy, hoặc các bác nào lấy được cả chậu này này càng đẹp. Đấy ạ. Về sẵn bông rồi, rồi vàng nữa các bác lại ngắm ngắm mấy đợt hoa luôn, ba đợt hoa luôn nhá. Đấy, cái này thì nó sẽ nở trước này và hai bông này nó sẽ nở sau. Đấy là đơn số 11. Em chuyển qua đơn số 12. Đơn số 12 ngày hôm nay đó là một chậu năm cánh trắng Phú Thọ đang nụ, về các bác ngắm hoa trả bảo hành cho em luôn. Những cái hàng nụ này thì không phải bảo hành nữa các bác nhá. Cái đơn số 12 này, chậu này hai mầm gốc, đây rất là nhiều hoa các bác nhá, rất là nhiều hoa đây. Cái đơn số 12 này em chia sẻ cho các bác với giá là 750.000 đồng cho đơn số 12. Em chuyển qua đơn số 13. Đơn số 13 này là một chậu năm cánh trắng Phú Thọ. Đấy, chậu này đây là lỗi đây các bác nhá. Chậu này thì cũng rất là nhiều nụ luôn. 2 4 5, 5 bông. Ki trên thân nhá, được 3 ki. Cái đơn số 13 này em chia sẻ cho các bác với giá là 900.000 đồng cho đơn số 13. Em chuyển qua đơn số 14. Đơn số 14 này cũng là một chậu năm cánh trắng Phú Thọ đang nụ này, hai mầm gốc ki trên thân. Ki này đang nhú rễ rồi. Cái đơn số 14 này em chia sẻ cho các bác với giá là 750.000 đồng cho đơn số 14. Em chuyển qua đơn số 15. Đơn số 15 này. Chậu này thì có 7 nhá, 7 bông các bác nhá, 7 bông. Hai mầm gốc này và được thêm một cái mầm gốc của cái bi bên này nữa các bác nhá. Đấy, chậu này 3 mầm gốc. 3 mầm gốc 7 bông luôn. Những con số rất là đẹp. Cái đơn số 15 này em cũng chia sẻ cho các bác với giá là 900.000 đồng cho đơn số 15. Em chuyển qua đơn số 16. Ôi dồi ôi, chậu 16 này quá đẹp luôn này các bác này. Chậu 16 này cực kỳ nhiều hoa luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 chùm hoa các bác nhá. 6 chùm hoa luôn. Có chậu này cũng là chậu nái được rồi. 1, 2, 3, 3 mầm. Cái đơn số 16 này em chia sẻ cho các bác với giá là 1,1 triệu đồng cho đơn số 16. Chậu này quá đẹp các bác phải ngắm hoa chấm hết luôn. Quá là sai hoa. Em chuyển qua đơn số 17. Đơn số 17 này cũng là một chậu năm cánh trắng Phú Thọ. Chậu này có 2 4, chậu này 5 mầm gốc các bác nhá, 5 mầm gốc đây. Đấy, 5 mầm gốc này. Hai thân mẹ ki trên thân thì đang ra rất là nhiều. Và chậu này cũng rất là sai hoa, hai thân thân nào cũng sai hoa luôn các bác nhá. Ki đây, ki ra rễ hết rồi. Như cái ki này là tách được rồi này. Rất là nhiều rễ. Chậu này về ngắm hoa này, nhân giống này, rồi mầm gốc, đủ các yếu tố, toàn yếu tố đẹp các bác nhá. Tất cả là yếu tố đẹp hết. Cái đơn số 17 này em chia sẻ cho các bác với giá là 2 triệu đồng cho các bác cô chú anh chị mình sưu tầm. Chậu này các bác nào sưu tầm được chậu này thì quá là ok luôn. Em chuyển qua đơn số 18. Đơn số 18 này là một chậu năm cánh trắng Phú Thọ. Chậu này 4 mầm gốc các bác nhá. 4 mầm gốc này. 1 này, 2 3 này, 4 5 6 ki trên thân. Là như cái này là ra hoa là các bác cắt đây các bác xuống chậu là xuống cả 3 ki này luôn. Và chậu này thì cũng quá là nhiều hoa luôn. Đấy, về các bác ngắm hoa, nhân giống này, mầm gốc này, đủ các yếu tố. Đơn số 18 này em chia sẻ cho các bác với giá là 1,4 triệu đồng cho đơn hàng số 18. Em chuyển qua đơn hàng số 19. Đơn hàng số 19 này cũng là một chậu năm cánh trắng Phú Thọ. Chậu này thì em nhìn này, những cái mắt sưng này thì em thấy nó đang tóe hết cả đầu rồi.
thì khả năng là sẽ ra rất là nhiều hoa. Chậu này thì một mầm gốc. Và đơn số 19 này em chia sẻ cho các bác với giá là 600.000 đồng cho các bác cô chú anh chị mình sưu tầm. Em chuyển qua đơn số 20. Đơn số 20 này cũng là một chậu 5 canh trắng Phú Thọ, chậu này 2 mầm gốc. Đơn số 20 này em chia sẻ cho các bác với giá là 400.000 đồng cho đơn số 20. Em chuyển qua đơn số 21. Đơn số 21, 22, 23 là 3 chậu nái dòng 5 canh trắng Phú Thọ. Cái đơn số 21 này 5 mầm gốc các bác nhé. Em chia sẻ cho các bác với giá là 600.000 đồng cho đơn số 21. Em chuyển qua đơn số 22. Đơn số 22 chậu này có 4 mầm gốc. Đơn số 22 này em chia sẻ cho các bác với giá là 500.000 đồng cho các bác cô chú anh chị sưu tầm. Em chuyển qua đơn số 23. Đơn số 23 chậu này 2 mầm gốc, 4 ki trên thân. Cái đơn số 23 này em chia sẻ cho các bác với giá là 500.000 đồng cho các bác cô chú anh chị sưu tầm. Hết đơn số 23 là hết 5 canh trắng Phú Thọ. Em chuyển qua đơn số 24. Đơn số 24 ngày hôm nay là một chậu nữ hoàng 28. Chậu này là chậu nái luôn các bác nhá. Đơn số 24 này em chia sẻ cho các bác với giá là 500.000 đồng cho các bác cô chú anh chị sưu tầm. Em chuyển qua đơn số 25. Đơn số 25 ngày hôm nay là một chậu tố đan, mít tố đan siêu cánh bầu, mít tố đan luôn các bác nhá. Đơn số 25 này em chia sẻ cho các bác với giá là 500.000 đồng. Đây là một chậu nái. Đấy các bác, nếu mà chơi mít thì chơi cái dòng tố đan này, thân lá đẹp này, mặt hoa thì quá là đẹp luôn, siêu cánh bầu. Em chuyển qua đơn số 26. Đơn số 26 ngày hôm nay đây là một chậu gái nhảy các bác nhá. Chậu nái luôn, đây, hai mầm gốc. Dài thượt lượt luôn, hai mầm gốc các bác nhá. Mẹ già đây, về các bác kích hoa làm kỳ. Đơn số 26 này em chia sẻ cho các bác với giá là 800.000 đồng cho đơn số 26. Và đơn số 26 này cũng là đơn số cuối cùng của cái video bán hàng ngày hôm nay. Các bác mua hàng thì các bác liên hệ trực tiếp qua số điện thoại là 0349 581 888. Hoặc là các bác có thể kết bạn với em qua Zalo hoặc Facebook là Lan Dương Cường Hiền. Cuối video thì em cũng xin chào và hẹn gặp lại các bác vào các video tiếp theo.